cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Truyền ban sự sống. Ngày mới bắt đầu. Con tạ ơn Chúa vì cơ hội được đón nhận ân sủng của Ngài trong ngày hôm nay. Con chuẩn bị để đón nhận những gì Chúa tặng ban, cùng suy ngẫm về lời của Ngài. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Con dành thời gian để lời Chúa thấm nhập tâm hồn. Khi được Chúa chữa lành và truyền ban sự sống, con mong muốn chia sẻ sự sống của Ngài đến với các anh chị em của con. Xin Chúa giúp con cũng biết quan tâm đến sứ mệnh chung trong việc chăm sóc thế giới mà con sống. Hôm nay, con có thể làm gì để nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống? Cùng Chúa Giêsu trong ngày, lắng nghe, con dừng lại ngày sống của mình để được kết nối với trái tim của Chúa. Con suy ngẫm về ngày sống của mình. Con đã cảm thấy như thế nào trong những cuộc gặp gỡ và tình huống mà con phải đối mặt? Con suy ngẫm lời dạy của Đức Thánh Cha về ý chỉ cầu nguyện của tháng. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu thảm khốc của tạo vật và đáp trả lại bằng hành động, để chúng ta và thế hệ mai sau tiếp tục vui hưởng khúc ca ngọt ngào của sự sống và niềm hy vọng của vạn vật. Hãy lắng nghe Chúa Giêsu. Con có thể làm gì để dấn thân từ chính nơi mình đang sống? Hãy tin tưởng vào Ngài và sống hết mình. Con tiếp tục cầu nguyện theo ý chỉ của tháng. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Từ bỏ. Con dành chút thời gian cuối ngày để suy ngẫm về những cảm xúc hiện diện trong trái tim con. Con biết ơn về những cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay. Con đã sống như thế nào? Con đã hành động theo sứ mệnh của mình chưa? Con sẽ thay đổi những điều gì cho ngày mai? Con đặt mình vào trong tay Chúa, dâng lên Ngài những thiếu sót và đón nhận trái tim của Ngài để sống ngày mai với tinh thần quảng đại. Con mong muốn được phục vụ những anh chị em đang phải chịu đựng hậu quả tàn phá của các hành vi lạm dụng đối với trái đất. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.